ngày nay mọi người đều muốn hướng về sử dụng những cây thuốc thảo dược để chữa bệnh, vì nó có lợi cho sức khỏe, không lo tác dụng phụ hay kháng kháng sinh. Tuy nhiên, khá nhiều người vẫn còn mơ hồ và không hề biết về đặc điểm, cũng như tác dụng của các loại cây thảo dược, những loại dược liệu quanh ta vẫn bị bỏ qua. Nếu bạn đang thắc mắc và muốn tìm hiểu những loại cây thảo dược, loại dược liệu quý quanh vườn nhà, thì bạn đừng bỏ qua bài viết hữu ích dưới đây. Cây cỏ tranh hay còn được gọi là bạch mao. Đây là loại cây sống lâu năm có thân rễ lan dài y in sâu dưới đất. Lá mọc đứng, cứng, cân nổi, dáng lá hẹp dài, lá có mặt trên nhám, mặt dưới nhẵn, mép lá sắc có thể cứa đứt tay rất dễ dàng. Hoa tự hình chùy, màu trắng sợi như bông, rất nhẹ nên ngoài nhân giống qua chồi rễ, cỏ tranh còn có khả năng phát tán rất xa nhờ gió. Ngoài ra rễ cỏ tranh còn được gọi là mao căn. Tác dụng của rễ cây cỏ tranh. Tác dụng cây cỏ tranh theo đông y, rễ cây cỏ tranh có vị ngọt, tính hàn, có tác dụng trừ phục nhiệt, nhiệt ẩn tàng ở bên trong, tiêu ứ huyết, lợi tiểu tiện và tẩy độc cơ thể. Dùng chữa chứng nội nhiệt phiền khát, tiểu tiện khó khăn, đái ra máu, thổ huyết, máu cam. Hoa cỏ tranh có vị ngọt, tính ấm, không độc, có tác dụng cầm máu, làm hết đau. Dùng chữa nôn ra máu, đổ máu mũi. Cây cỏ tranh, cây hẹ, cây rau hẹ hay còn được gọi là cửu thái. Khởi dương thảo là cây thân thảo, có chiều cao khoảng 20-40 cm, giàu dược tính và có mùi thơm rất đặc trưng, không chỉ được dùng nhiều trong các món ăn, mà còn là cây thuốc chữa được nhiều bệnh. Tác dụng của cây hẹ theo đông y, cây rau hẹ có tác dụng làm thuốc cụ thể, lá hẹ để sống có tính nhiệt, nấu chín thì ôn, vị cay, vào các kinh can, vị và thận. Có tác dụng ôn trung, hành khí, tán ứ và giải độc. Thường dùng chữa ngực đau tức, nấc, ngã chấn thương. Gốc rễ hẹ có tính ấm, vị cay, có tác dụng ôn trung, hành khí, tán ứ, thường dùng chữa ngực bụng đau tức cho thực tích, đới hạ, các chứng ngứa. Hạt hẹ có tính ấm, vị cay ngọt, vào các kinh can và thận, có tác dụng bổ can, thận, tráng dương, cố tinh. Thường dùng làm thuốc chữa tiểu tiện nhiều lần, mộng tinh, tri tinh, lưng gối yếu mềm. Cây hẹ, cây bông mã đề hay còn gọi là cây sa tiền. Đây là loại cây thân thảo, cao từ 10 đến 15 cm, cây dễ trồng trong vườn nhà vì có thể sống ở nhiều vùng đất có khí hậu khác nhau. Mã đề có thân ngắn, lá mọc từ gốc, có hình trứng và có phần cân dọc theo sóng lá. Mép lá có hình răng cưa, uốn lượn không đều theo nhiều hình dạng khác nhau. Mã đề có bông dài, mọc thẳng hướng lên trời. Hoa lượng tính, có bốn đại xếp đều, cuốn hoa gần như quy đồng ở gốc. Quả mã đề là DNAG quả nang, hình chóp thuôn dài, bên trong có chứa nhiều hạt nhỏ màu đen, bóng, đem ươm sẽ mọc thành cây mới. Tác dụng cây bông mã đề theo dân gian, mã đề thường có công dụng thanh nhiệt, lợi tiểu rất tốt, do đó ngoài việc ăn món canh mã đề trong các bữa ăn, không ít người còn dùng mã đề để sắc nước uống nhằm lợi tiểu, và loại bỏ các độc tố ra khỏi cơ thể. Các nhà khoa học cũng nghiên cứu và chứng minh, cây mã đề đặc biệt là phần lá tác dụng, tăng thải trừ ure, axit uric và muối trong thận khá hiệu quả. Cây bông mã đề trị đi tiểu ra máu, chữa sỏi đường tiết niệu, trị ho, tiêu đờm, trị tiêu chảy, sốt xuất huyết, mụn nhọt. Cây bông mã đề, cây vòi voi hay còn có tên gọi khác là cây vĩ trùng, đại vĩ đạo. Cây có chiều cao khoảng 25-40 cm, thân cây khỏe, thuộc loại thân cứng và có nhiều cành. Trên thân cây và cành cây có nhiều lông ráp, lá cây vòi voi được mọc so le với nhau, lá cây có hình trái xoan và chóp nhọn, cả hai mặt của lá cây đều có lông ráp. Hoa cây vòi voi có màu trắng hoặc màu tím, hoa không có cuống, được mọc so le và rất đều nhau. Quả cây vòi voi có 4 quả hạch con hình tháp. Cây vòi voi được mọc ở những vùng đất trống bỏ hoang, hoặc những nương cỏ bỏ hoang ở nhiều nơi. Có thể thu hoạch thân và lá quanh năm và đặc biệt là vào mùa thu. Sử dụng cây vòi voi tươi hoặc khô đều có hiệu quả chữa bệnh như nhau. Tác dụng của cây vòi voi theo sách thuốc của giới đông y, tác dụng của cây vòi voi chính là chống viêm và giảm đau.
Cây vòi voi có vị đắng nhẹ, hơi sơ, vị mát. Sử dụng vòi voi có tác dụng tiêu độc, tiêu viêm. Trong những trường hợp phong thấp, viêm cân do chấn thương, đừng bỏ qua những bài thuốc chữa bệnh tuyệt vời từ cây vòi voi. Người ta còn phát hiện tác dụng của cây vòi voi trong công dụng chữa bệnh mụn nhọt, viêm họng, mẩn ngứa. Cây vòi voi còn có khả năng chữa bệnh đau nhức đầu gối, sưng đầu gối. Ngoài ra, trẻ em nóng mẩn ngứa có thể tắm bằng lá và thân cây vòi voi làm dịu ngứa và mẩn. Cây vòi voi là cây thảo dược có công dụng chữa bệnh tuyệt vời. Cây xài đất còn có tên gọi là húng trám, ngộ núi, cúc nhát, cúc giáp, hoa mút, thuộc họ cúc. Cây mọc hoang và được trồng làm thuốc. Xài đất là loại cỏ sống dai, mọc lan bò, thân mọc lan tới đâu rễ mọc tới đấy. Thân màu xanh có lông trắng, cứng, nhỏ. Lá gần như không cuốn, mọc đối, hình bầu dục thon dài hai đầu nhọn, có lông nhỏ cứng ở cả hai mặt. Cụm hoa hình đầu, cánh hoa màu vàng tươi. Cây mọc hoang ở nhiều tỉnh trong cả nước. Tác dụng của cây xài đất theo đông y: xài đất vị ngọt, hơi chua, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, cầm ho, mát máu, thường được dùng chữa cảm mạo, sốt, viêm họng, viêm phế quản phổi, ho gà, tăng huyết áp, trĩ rọ, phòng sởi, mụn nhọt. Theo kinh nghiệm trong nhân dân và một số bệnh viện ở nước ta, xài đất có tác dụng chữa mụn nhọt, chốc, lở ngứa, đau mắt, viêm bàng quang, viêm tuyến vú, rôm sảy, giảm đau. Ngoài ra xài đất còn chữa cảm sốt, uống phòng sợi biến chứng. Cây xài đất ngoài ra, để tham khảo thêm các loại cây thuốc nam quý, bạn có thể tìm hiểu thêm tổng hợp các loại cây thuốc nam quý hiếm cho người Việt phần y. Tổng hợp các loại cây thuốc nam quý hiếm cho người Việt phần 2 trên là một số loại cây thảo dược, cây thuốc quý dược liệu chữa bệnh mà bạn có thể dễ kiếm, gần gũi, có thể trồng trong vườn nhà. Nếu cần tư vấn và tìm hiểu thêm về công dụng và cách dùng các loại cây dược liệu, cũng như các sản phẩm được chiết xuất từ các loại dược liệu quý hiếm, bạn có thể liên hệ qua số tổng đài tư vấn 18.6521 hoặc đặt câu hỏi của bạn ở một ý kiến ở cuối bài viết. Tra cứu dược liệu sẽ giải đáp những thắc mắc, giúp bạn có thêm những thông tin đáng tin cậy. Let's Blog Ask Why.